ngoài đi, tới giờ rồi. Thầy ơi, mẹ má. Trừ một điểm nha. Rồi nhớ. Không, cái căng tin nó nằm ngay cái chỗ đọc ngoài trời. Ngay chỗ đọc ngoài trời. Dường như nó phải dẫn tới cái chỗ đọc trong nhà thôi. Thành chi là cái đó là không phải cái đối tượng nào cũng vào chỗ đọc được. Đó là lý do mà mình phải tắt nó, cái cách nào đó sẽ đọc được. Thì tôi nói rằng là nếu đọc ngoài trời mà để cái căn cưa ở trên nhà ta lòng căng tin đó là để làm căn cưa đọc ngoài trời đó. Thì phải làm sao có cầu thang cho nó đi lên trên đó. Đúng rồi.
tiếp xúc từ bên ngoài vô được, không nhất thiết phải đi qua phòng. Bài của thầy hả? Hả? Không biết thầy làm gì bài của mình. Bài của nhóm. Đây đây biết đây biết đây. Ủa, thầy có không chứ? Nhỏ gì vậy? Cái này thể hiện chắc chắn là được 2 điểm rồi. Tức là trên bài thì vậy là được 2 điểm. Rõ ràng sạch sẽ nè, mình xem cách nút giao thông bạn ấy giải quyết. Không gian bạn mấy cái điểm này nó bị giận chút cái hàng chua xuống cái thằng chắc nó hơi dở xong hết rồi cái sạch nhỏ đấy nó là hành lang hành lang với bên sạch nhưng mà sạch cái hướng đứng cái bài này tương đối hoàn chỉnh à đầy đủ hết thể hiện đầy đủ hết mặt đứng diễn hòa mà nhấn thêm bóng đổ này nọ nữa thì nó ok hơn. Lại có một cái chắc em cũng là nghĩa là cô chấm kỹ với mặt cắt gì đó. À mặt cắt thầy cô nhiều quan sát kỹ mặt cắt giùm em coi mấy bạn có thể biết không, có nước máy ổn không? Nước máy bạn này không có dễ gì hết. Bạn này không có biết không nước máy. Thôi tỷ lệ nhỏ lắm, không phải nước máy đâu, tỷ lệ 1/200 mà. Cái này em còn vẽ là sao mà chăm á. Theo đề thôi chứ còn 200 vẽ không được. À hình như bắt buộc mặt cắt 100% á. Cái này với lại sai tỷ lệ. Vậy là điểm trình bày là 1.5. Mặt cắt 1%. Cái này này. Đúng rồi. Này bị mất điểm thể hiện. Tỷ lệ thì đúng hết rồi. Cái này nó sai này. À, cái này thì bị sai nè, còn mấy cái kia được đúng không? Có điều chỉnh lại. Nhưng mà nói chung thì bài này bài tốt. Bài tốt quá, thể hiện.